Thưa quý vị, nhận thức được tầm quan trọng của kinh tế số và thương mại điện tử trong giai đoạn mới của Việt Nam, sáng nay, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương phối hợp với Trường Đại học Thương mại đã tổ chức hội thảo khoa học quốc gia giải pháp phát triển kinh tế số và thương mại điện tử bền vững cho Việt Nam tại Hà Nội. Năm 2022, sách trắng thương mại điện tử Việt Nam do Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương công bố. Quy mô thị trường bán lẻ thương mại điện tử của Việt Nam dự báo tăng trưởng ở mức 20%, đạt khoảng 16,4 tỷ USD. Ước tính có khoảng 57 đến 60 triệu người Việt Nam tham gia mua sắm trực tuyến với giá trị mua sắm bình quân đầu người từ 260 đến 285 USD. Bên cạnh những thuận lợi, nền kinh tế số của Việt Nam vẫn còn đối mặt với nhiều thách thức như hạ tầng viễn thông chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu của kinh tế số, chỉ số an ninh an toàn thông tin ở mức thấp, đặc biệt là ở khối doanh nghiệp. Tại hội thảo giải pháp phát triển kinh tế số và thương mại điện tử bền vững cho Việt Nam, đại diện cơ quan quản lý nhà nước, giảng viên, các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý doanh nghiệp đã chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn, thảo luận về định hướng phát triển kinh tế số và thương mại điện tử, hướng tới mục tiêu đã đề ra trong kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021-2025 vì một thị trường thương mại điện tử an toàn, lành mạnh. Ngày hôm nay, tại thành phố Đà Nẵng, Hiệp hội Du lịch Việt Nam phối hợp với Sở Du lịch Đà Nẵng, Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng tổ chức hội chợ du lịch quốc tế Đà Nẵng với chủ đề Du lịch biển đảo, thế mạnh của du lịch Việt Nam. Hội chợ thu hút 350 gian hàng của hơn 40 tỉnh, thành phố và 6 quốc gia tham dự, có khoảng 165 người mua quốc tế đến từ nhiều quốc gia trên thế giới, cùng hơn 200 người mua nội địa là đại diện các công ty lữ hành hàng đầu của Việt Nam, 500 doanh nghiệp cung ứng dịch vụ, khu điểm du lịch trên cả nước đến tham dự. Tại hội chợ lần này, các doanh nghiệp có cơ hội gặp gỡ, kết nối, quảng bá sản phẩm tới khách hàng, đối tác, cũng như giới thiệu chương trình, gói sản phẩm ưu đãi và khảo sát các khu điểm du lịch trên cả nước. Hội chợ sẽ diễn ra đến hết ngày 11 tháng 12. Thưa quý vị, vùng Nam Bộ vừa là trung tâm phân phối lớn, vừa là thị trường tiêu thụ lớn nhất nước. Đây không chỉ giữ vai trò đầu tàu kinh tế mà còn là khu vực tập trung hạ tầng logistics quan trọng, đảm nhận phần lớn số lượng hàng hóa và khối lượng hàng container cả nước. Tuy nhiên, việc chưa có các trung tâm logistics đáp ứng đầy đủ tiêu chí, rào cản nguồn nhân lực về lâu dài đã gây nên những ách tắc cho vận chuyển, lưu thông hàng hóa, dẫn đến hoạt động logistics tại khu vực này gặp nhiều trở ngại. Vùng Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long có gần 16.000 doanh nghiệp cung ứng dịch vụ logistics, chiếm hơn 52% tổng số doanh nghiệp logistics cả nước. Số lượng doanh nghiệp logistics tập trung chủ yếu tại thành phố Hồ Chí Minh với hơn 11.000 doanh nghiệp, tỉnh Bình Dương là gần 1.700 doanh nghiệp và đồng bằng sông Cửu Long có hơn 1.400 doanh nghiệp. Tuy nhiên, khu vực này hiện có nhiều điểm nghẽn, trong đó có cơ sở hạ tầng và chất lượng nguồn nhân lực, vấn đề quan trọng tác động đến hoạt động logistics. Nó liên quan đến cái vấn đề về các quy hoạch, vấn đề chính sách đấy, xây dựng để phát triển đấy, cái cơ sở hạ tầng nó hoàn thiện hơn để làm sao để tăng cái tính kết nối, giảm cái chi phí vận tải, giảm thời gian chết trong cái quá trình vận chuyển đấy. Và cái thứ ba thì rõ ràng đó là vẫn là vấn đề của công nghệ và nguồn nhân lực. Trong thời gian tới vẫn cần tiếp tục được nâng cao, được điều chỉnh để mà đáp ứng được những cái nhu cầu không ngừng tăng. Hiện nay hầu hết hàng hóa xuất khẩu của khu vực đồng bằng sông Cửu Long đang phải vận chuyển đến các cảng của thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ để xuất khẩu. Trong khi đó, khu vực đồng bằng sông Cửu Long chưa có công ty logistics tổng hợp. Vì vậy, phát triển hệ thống logistics có tác động tích cực đối với phát triển các ngành sản xuất và dịch vụ trong nền kinh tế của khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung và tỉnh Trà Vinh nói riêng. Đây là hội nghị ra mắt chi hội khu vực đồng bằng sông Cửu Long của Hiệp hội Phát triển Nhân lực Logistics Việt Nam Paloma phối hợp với Trường Đại học Trà Vinh diễn ra đầu tháng 12. Sự thành lập của chi hội sẽ góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực logistics và cung cấp giải pháp hiệu quả thúc đẩy phát triển logistics vùng đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và Đông Nam Bộ nói chung. Trong thời gian vừa qua đã ra đời rất là kịp thời, nhanh chóng, để qua đó là có cái sự kết nối của các cơ sở đào tạo, các trường đại học, các trường cao đẳng, các viện đào tạo ngắn hạn với các doanh nghiệp và những chủ thể sử dụng lao động để làm sao nâng cao được chất lượng nguồn nhân lực và qua đó thì nâng cao được chất lượng nguồn nhân lực. Dự báo đến năm 2030, nhu cầu nhân lực chuyên nghiệp cho toàn ngành logistics là 200.000 nhân sự, trong đó khả năng đáp ứng nhu cầu chỉ đạt khoảng 10%.
Cùng với việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng, theo các chuyên gia, ngay từ bây giờ cần phải có định hướng phát triển nguồn nhân lực cho ngành logistics nhằm thích ứng trước những biến động và rủi ro.